con. Nè, đứng ra. Rồi, mời đây nè. Đứng ra, ở đây luôn, đi vô. Mày đây, vô đúng không? Thôi, đi vô nghỉ nha. Tổng kỳ. Ai tổng kỳ của người? Đi giờ ta nắng bề nhà ta che mày đấy rồi. Ta phải là người của Điện Bang hết. Hả? Người nói sao? Người không phải là người của Đường Bang à? Đúng. Ta bây giờ là người của Ma Đầu. Đến đất đây nó bắt tội mi. Rồi ta đưa thư mi kêu diêu nó hiền thuật ra. Được. Nếu người phản lại ta, người muốn giết ta thì cứ giết đi. Có tự lẽ không? Không. Không. Ta đem bà thêm. Một. Hai. Già sát thủ trường kiếm. Già. Già 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 già. Hai. Ba. Già. Cậu. Vô gì? Nhỡn. Nhỡn mà. Em đùa với cậu mà. Đùa gì kì vậy? Cậu tưởng em nha, em phục mà không phải đâu. Cái lúc mà cậu bị tỉnh thân đó, em trả về cho đúng đường ban báo cho bà hay đó. Hả? Mẹ ta như thế nào? Trời ơi, bà nóng lòng quá, bà đem 5.000 đội quân săn đây giết hết tụi Ma Đầu, bắt thằng nữ nhốt vào cấm ngục. Giết thằng nữ đó rồi? Dạ. Giết chưa? Đâu nhốt cấm ngục. Nhốt hả? Dạ. Đưa nó đây. Đây, cậu ngồi đây. Nó hại mình thì mình hại nó hả cậu ha? Cậu ngồi. Được. Đưa ra đây. Ta xin nồng. Cả đời đem đây cậu làm gì? Ừ. Đem ở đây cậu làm gì? Chặt đầu nó. Chặt đầu đấy không? Ừ. Xin phụ mãn. Sao vậy? Gì đâu? Không đem thằng nữ ra đi. Ai đem ai? Tống Kỳ đem ra đi. Để chặt đầu. Em chặt đầu nó. Ừ. Hay nó chặt đầu em. Là sao? Em bị bắt giống như cậu nè. Ơi. Cậu ơi. Rồi chưa? Em nói cho cậu nghe nè. Con thần nữ thật là lợi hại. Nó muốn cùng cậu đây khá nghĩa phụng loan. Bây giờ cậu nghĩ thế nào? Muốn cùng ta nên nghĩa vợ chồng chứ. Không được, không được. Tại sao vậy cậu? Nó là kẻ thù của ta. Làm sao ta kết nghĩa trong trận nữa? Cậu không biết gì trơn á. Dạ. Nè, anh nói nè. Nói. Cậu ngồi xuống đây. Ngồi ngoài hả? Cậu mà kết nghĩa với cô thần nữ, cậu có hai điều, một điều lợi và điều hại. Một điều lợi và một điều hại? Dạ. Điều lợi như thế nào? Điều lợi nè, em thấy thần nữ này tài ba sức chú. Ừ. Chẳng kém gì bà. Ừ. À, thấy không? Vì vậy cậu nó mới ưng thuận được nó. Cậu được vợ đẹp con xinh, có thêm gì thêm cánh giúp đỡ cho đường trào, đó điều lợi. Còn điều hại, nếu không cậu mà không ưng thuận nó, nước sẽ giết cậu chết. Cậu sẽ mang cậu bất chung như chúa, bất khiêu như mẹ cha. Cậu ơi, mình tung thấy tung quyền, ưng thuận gia bộ đi cậu. Có lý. Dạ. Lời nghe nói nghe có lý à. Bây giờ ta giả vờ ta ưng thuận. Giả bộ thôi. Giả bộ thôi nghe. Dạ. Rồi sau 12 cậu tới mình trở về đường bay. Đúng. Đừng anh cậu á. Ngồi đây, cậu ngồi đi. Sảnh lên. Để em kêu ra. Em đứng ra cậu. Ra vẻ không cần với nhau. Ta đứng rồi. Ngồi cho nó vào ta thấy nữa cho nó chào hỏi đàng hoàng sắp ngồi chịu giờ. Chờ em nha. Ai ra. Bắt đầu. Làm gì anh? Đá đầu giọng nội. Trước mặt tao đứng hàng hãng. Mày là ám hiệu. Ám hiệu gà gái đó. Ồ. Ra tới rồi, ra tới rồi. Trời, đi ra gà đẻ rồi. Xin lỗi Tống Kỳ, tại vì tôi trời đó giờ tôi không có mặc cái đồ này nên tôi đi, tôi té lên té xuống. Không mặc à? Này mặc đẹp lắm à. Được không? Thôi mà lấy Xuân Dương vào đi. Em là mai nhặt ngay chốc luôn rồi đó. Sao cái mặt căng quá vậy? Đang chảnh mà. Đôi mắt hơi buồn. À mắt mơ. Để đi. Em đi vô hả?
Đi cậu chạy đi sao? Trời ơi, Xuân Dương, Xuân Dương là giết của em rồi. Cô Dương mặc cái này rồi, Xuân Dương mới đi cho dịu dàng nguyễn chỉ với cung đàn sẽ sống lặng vậy. Còn nhỏ tới lớn giờ tôi đâu biết gì dịu dàng là sao. Em chỉ Xuân Dương nha. Dạ, làm ơn chỉ giúp tôi. Dạ, dạ, Xuân Dương, mới đi cho coi em nè. Dạ rồi, dạ rồi. Em là Xuân Dương nha. Dạ, rồi. Em là Xuân Dương bắt đầu nè. Yeah, hey. Làm duyên, làm duyên lỗ gió. Tiêu cái hình đó hả? À, chết tôi rồi trời ơi. Y chang vậy đó hả? Làm đi, giờ xong rồi lên tiếp trình luôn. Rồi, đi ha. Làm vậy nha. Rồi. À. Đi vô đó. Ai vậy? Ai nói? Trời ơi. Trời ơi, đẩy ta chịu không nổi. Mà ta lội, tôi lội. Mày đẩy ta vậy. Đừng có đẩy ra sao? Đừng có đẩy mạnh vậy. Tôi đừng có đẩy mạnh vậy không? Bà mày dựng lên cái má nhìn không ra đó. Nè, bắt đầu nha. Không có đừng chậm nha. Không phải đâu. Dạo này lên chứ cái khó chịu à. Chịu đi. Chịu nha. Chịu. Nè, bắt đầu. Dạ. Dạ. Trong gà cá cổ vậy. Tôi nói là tôi bị ốc cột. Bà nói thay tôi chứ vậy. Tôi không biết. Dạ được rồi. Bắt đầu nha. Dạ. Dạ. Ai đó? Ai đó? Ai cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm thì giống là tôi đi rồi, tôi ông nói ai đó, tôi tưởng là sòng phương đại sái. Ai biểu rồi? Trời ơi! Ai nói vậy nè? Ai đó? Được rồi. À. Trời ơi! Nói lại! Dạ! Dạ! Ai đó? Ai đó? Dạ! Dạ cha! Có người hỏi. Thôi. Dạ em! Dạ em! Em là ai? Mút liền! Em là ai? Em là thần nữ. Em là thần nữ. Đến đây chi? Chi? Cái gì ông kêu vậy? Ông kêu đến đây bác sĩ hả? Nói gì vậy? Ông kêu đến bác sĩ. Ông nói gì vậy? Kêu ta là tới đến đây bác sĩ hả? Nói gì ta không nghe. Đến đây chi? Thôi. Đi xong đi. Đến đây bác sĩ. Đồ ăn hộp bé. Sáng gì đâu. Giết đi. Sao sửa giờ chảnh nè. Đến đây chi? Nói vậy? Đến chi? Nói lẹ. Dạ đến đây đi. Dạ đến đây đi. Để gì? Để làm gì? Để làm gì? Dạ để xin. Dạ để xin. Xin gì? Xin gì? Xin chuối hả? Xin chuối. Làm cái gì? Ở đâu có? Trời ơi là trời. Tại sao mình biết ta xin chuối? Tôi bị liễu nha. Thôi lộn à. Xin muối mà ông nghe lộn là chuối. Xin muối. Ông nói là xin là xin chuối. Mà tôi nói muối. Trời ơi trời. Xin. Dạ đến đây xin muối. Xin muối. Muối chi? Muối chi? Dạ đi. Dạ đi. Đây gì? Đây làm gì? Ăn chè à? Để ăn chè à? Trời ơi. Trời ơi mẹ. Tại sao xin muối mà đi ăn chè? Trời ơi ông đau quá làm em run mất trời. Trời ơi tôi còn ngồi tôi la ra cho tôi nó xin muối ăn chè à. Nó từ từ thôi, đừng có nạt quá. Từ từ là đi, tại tánh cậu em vậy á. Từ từ nha. Nạt quá tôi đi vô à. Đừng nạt nha. Giờ em đến đây đi. Giờ em đến đây đi. Để làm gì? Nắm tay. Nắm tay ai? Nắm tay ai? Giờ nắm tay. Giờ tay ai? Kìa. Hãy nắm lấy bàn tay Cui. Bàn tay Cui, anh Cui. Cô mà bị Cui nhà xuống Cui đây. Ông Long à, tôi sợ quá. Hay là mà chị muốn chuyển qua bên tôi. Trời ơi, tôi lại ông bữa la nữa. Tôi nói ông, tôi cậu nghe nha.
Hồi nãy còn làm giữ bà quê đó. Quê không? Bà quê, đạt quay bà quê mà giờ bà không muốn thị mị nữa. Phải nói bây giờ muốn giải bà cậu á. Cái gì? Rồi giả hai cậu đó. Đừng nói không nghe. Tôi trời ơi. Nghe nhỏ quá nè. Nói cái gì? Ông bà nói mới được giả cho mặt cậu. À cậu tính sao? Rồi cậu giả lại hả? Cứ sao? Cho được phun tử lại cho phun mà. Đúng. Ai đếm 1, 2, 3 cậu giả gì cơ chứ? Giả cho thật là đau. Hả? Giả cho thật là đau. Bây giờ giả. Vừa. Giả thử á. Không, giỡn vậy. Xuân Dương ơi, chết rồi Xuân Dương ơi. Sao? Nãy giờ ông nói á. Ông nói là em nói Xuân Dương nói. Em nói Xuân Dương nghe Xuân Dương nói em nhiều chuyện nha. Tại sao? Tại em thương Xuân Dương, em nói là em chửi Xuân Dương em tức. Chửi tôi hả? Ông nói ông giả bộ yêu á. Đối với tôi mà giả bộ hả? Được, bây giờ muốn tôi làm gì được ông kìa? Thì ông giả bộ, ông chót lưỡi đầu môi. Tán là ông. Rồi, tán cái mặt liền. Cào nó như... Tán, tán cái mặt mặt luôn. Rồi, bữa nay mặt quá rồi. Đến 1, 2, 3 nha. Nha. Làm liền nha. 1, 2 Bước nó chết đi. 2, 3 Cái gì vậy? Bà này ông giả, ông giả thiệt. Trời ơi, ông sợ nhau. Ông giả nghe một cái cậu. Trời ơi, nè. Không sao. Bây giờ á. Giả cái gì? Ý trời. Rồi ra nãy nha. 1, 2, 3 giả. Bây giờ mới giả nè. Cậu là hình, ai bóng? Chắc... Một người cha mẹ đôi chuyện đau quá rồi. Anh Tử, xin ông Tử bỏ lỗi cho. Chị gì muốn chơi cờ với ai? Chứ tôi là thần nữ đi chốn thủy tề. Giữa tôi và ô lợi hát thâm tình cốt nhục. Tôi mình như cánh chim. Bây giờ ông á có tài động thổ à. Bây giờ ông đổ thổ vô coi có công tử trọng không? Không được đâu. Sao vậy ông được? Nghĩ coi, nó đổ thổ vô trọng. Nó vừa lú cái đầu ra, nó chặt cái đầu của ông mà không khó coi. Chứ bây giờ ông sao? Bây giờ ông bay đi.
ông bay giỏi đó, ông bay rồi, ông bay rồi, ông thử chọn ông không? Rồi chú nào thì tôi vô. Rồi, ông chào tôi chút nha. Bay đi, một hai ba bay đi. Chú Dượng ở đây nè, chú Dượng của anh. Chú Dượng à, công tử ai đây, ai công tử hả? Ai vậy, ai? Từ từ con giới thiệu cho chú Dượng biết. Chú Dượng đến đây sao không cho con ăn? Hay chi đã trốn đi là nguyên soái nó kêu tiền công tử về là trốn đường trào. Rồi sao cho hay được mà cho hay vô nguyên soái đừng dạy à, khó trước khó chờ trước không báo. Thôi được rồi, để con giới thiệu, đây là lại hai vợ sắp cưới của con đó. Vợ? Thằng quỷ mới lớn mà đặt yêu luôn với vợ. Sao đầu chú với Dượng ra mắt mà lại chém nữa? Là sao? Xin lỗi chú Dượng nha, tại vì vợ con không biết. Em dạ. Xin lỗi chú Dượng đi. Dạ thưa chú Dượng, con không biết chú Dượng ghé thăm mạo phạm. Dạ, con xin nhờ tha thứ. Không có gì, không có gì. Hả? Cứ nghe mà. Sao? Ông đi đây, ông đem đi đâu đây không? Nào. Không đi tìm biệt, sao lì xì với cháu mình được? Không, đi về dưới lì xì luôn rồi phải. Thôi vậy là chú với Dượng ra thứ lì xì nha. Đi về dưới lì xì luôn. Có cái gì thấy lì xì được? Có các bạn đâu nào được. Mới nạ nó đi. Về gặp viên sói. Lỗi lùi nào. Bây giờ chú với Dượng chiếm nối vợ con. Dân viên sói lên dạy. Kêu con tổ phản hồi với tội. Nếu mà cái lệnh đó, nên là phát trường sự cảm à. Mẹ con, kêu con về à. Con về. Trời ơi, nhưng mà giờ con... Thôi giờ tạm thời chia tay với người về dưới đi làm sao? Xuống núi lại coi nha. Chia tay đi rồi đi. Đi về. Bắt đầu mới vào xuống dưới núi tao đợi rồi đó. Đừng có xuống núi. Cho ở đây ai nuôi con? Ra mới xong nè. Tình Dượng ơi, mẹ ta bảo ta phải về đại đường gấp. Dạ, về ngay trong đêm nay. Tình Dượng đơn lòng nhau. Thank you.
Giờ chia tay đã đến, ta xin tạm biệt nàng, hẹn ngày tái ngộ. Yeah.